Chào mừng quý vị và các bạn đến với Audio Hà Nội TV. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai mẫu loa cao cấp thuộc dòng sản phẩm Rubicon của hãng sản xuất loa nổi tiếng đến từ Đan Mạch, Dali. Đó là Dali Rubicon 5 và 6. Nào, hãy cùng đến với kỹ thuật viên của chương trình. Chào các bạn, phát triển từ chuỗi cửa hàng bán lẻ âm thanh hàng đầu xứ Scandinavia từ năm 1983, Dali, viết tắt ý nghĩa của cụm từ nhà sản xuất loa Audiophile Đan Mạch, đã chế tạo ra những cặp loa với hiệu suất vượt trội cùng âm thanh tự nhiên mà giá cả lại hết sức cạnh tranh. Dòng loa Rubicon đem bạn đến gần hơn với sự trung thực như những gì mà Dali luôn hướng đến. Rubicon 5 là đôi loa đứng xếp thứ 3 trong dòng loa Rubicon. Đôi loa gọn gàng và đẹp mắt này dễ dàng tái tạo được âm thanh rất chất lượng mà không chiếm dụng quá nhiều không gian trong phòng. Rubicon 5 cung cấp một giải tần từ 45Hz đến 34.000Hz. Độ nhạy của loa 86dB, trở kháng 4 ohm. Thoạt nhìn qua thông số, nhiều người sẽ nghĩ dòng loa Rubicon khó kéo. Nhưng thực tế, mức công suất âm ly hãng khuyến cáo dành cho Rubicon 5 rất đơn giản, chỉ từ 60W đến 150W là đã có thể chơi tốt đôi loa này. Được cấu tạo từ 3 driver, một driver mid-bass 6,5 inch có màng loa được làm từ sợi gỗ, đưa đến âm thanh hết sức mộc mạc tự nhiên, với tiếng bass mềm gọn và một module hybrid tweeter đặc trưng gắn liền với thương hiệu Dali. Nó được chế tạo ở Đan Mạch. Module này gồm có một loa chép đo mềm phụ trách các giải tần cao thông thường và một loa super chép ribbon cao cấp phụ trách giải tần chủ yếu từ 14.000Hz trở lên. Hệ thống loa chép hybrid này thể hiện giải âm cao hay một cách đáng ngạc nhiên, thậm chí khi so sánh với các mẫu loa khác đắt tiền hơn khá nhiều. Cả ba giải từ trầm đến cao để được Rubicon 5 tái tạo hài hòa với một tông giọng tự nhiên và tinh tế. Với sự gọn gàng của mình, Rubicon 5 cho âm thanh đầy đặn cho phòng nghe có diện tích lên đến 25m². Xếp trên Rubicon 5 là model Dali Rubicon 6, được thiết kế với hình thức và bố trí driver tương tự Rubicon 5. Đôi loa này có giải tần đáp ứng từ 38Hz đến 34.000Hz, đủ giải tần đáp ứng cho hầu hết các thể loại nhạc. Độ nhạy loa 88,5dB, trở kháng 4 ohm, công suất âm ly khuyến cáo từ 40 đến 200W. Rubicon 6 là đôi loa đứng xếp thứ 2 trong dòng Rubicon, hệ thống củ loa tương tự Rubicon 5. Điểm khác biệt là loa được trang bị hai driver mid-bass 6,5 inch. Bên cạnh giải trung và cao tuyệt vời tương tự như đàn em Rubicon 5, Dali Rubicon 6 có khả năng đưa đến âm trầm nhiều hơn để lấp đầy không gian một phòng nghe lớn hơn lên đến 30m² so với Rubicon 5. Điều này phải đặc biệt cảm ơn những củ loa mid-bass sợi gỗ hiệu suất cao của Dali. Hai woofer này được đặt trong thể tích thùng loa lớn hơn, hoạt động cùng nhau để tạo luồng khí dịch chuyển nhiều hơn, đưa đến âm trầm uy lực hơn mà vẫn rất tròn tiếng, tăng cường đáng kể trải nghiệm nghe nhạc đa dạng cho người chơi. Để dòng loa Rubicon nói riêng và tất cả sản phẩm loa của Dali nói chung có thể đưa đến âm thanh thật sự tự nhiên, chuẩn xác về nhịp điệu cùng trải nghiệm nghe nhạc tốt nhất cho người đam mê. Hãng loa nổi tiếng xứ Scandinavia đã áp dụng nhiều quy trình khép kín tại nhà máy sản xuất chủ lực đặt tại Đan Mạch. Dali là một trong số ít các hãng loa tự gia công mọi thành phần của loa. Từ công đoạn sản xuất, lắp ráp đến kiểm tra cuối cùng đều được thực hiện bởi những kỹ thuật viên lành nghề nhất. Dali đảm bảo mọi đôi loa khi xuất xưởng đều được kiểm tra và có chữ ký của kỹ thuật viên bản hãng. Dòng loa Rubicon nói chung cũng như Rubicon 5, 6 nói riêng được làm với tiêu chuẩn chất lượng rất cao của thương hiệu Dali với tổng cộng 4 màu sắc lựa chọn. Người dùng có thể dễ dàng cảm nhận ngay từ bên ngoài là thùng gỗ MDF chắc chắn, góc cạnh của loa được gia công cẩn thận, bề mặt thùng loa hoàn thiện rất đẹp, bộ khung xương nhôm cho driver loa bắt vào các điểm tiếp xúc trên thùng loa rất khít và chặt chẽ, giúp tăng cường sự ổn định khi loa trình diễn. Trong mỗi thùng loa, driver loa chung và loa bass được tách biệt vào mỗi khoang riêng, sự nhiễu loạn nội tại được giảm thiểu qua cổng thoát hơi đặt trực tiếp đằng sau mỗi loa bass, và thời gian đồng bộ âm giữa loa woofer và cổng loa bass cũng được tối ưu. Dali đã rất thành công với dòng sản phẩm Rubicon khi model 5 và 6 đã đạt được vô số đánh giá cao và lời khen ngợi từ nhiều tạp chí âm thanh uy tín đầu ngành như Hi-Fi Choice, Stereo Test, The Absolute Sound, vân vân. Người mê âm thanh hoàn toàn có thể lựa chọn Dali Rubicon mà không cần phải đắn đo nhiều, bởi lẽ đây chính là một trong những đôi loa Đan Mạch xuất sắc nhất tầm giá mà lại không hề khó khăn cho việc phối ghép thực tế. Người chơi chỉ cần ghép cặp với một chiếc âm ly tích hợp tốt cùng một nguồn phát chất lượng là đã có thể yên tâm thưởng thức nhạc. Dali khuyến cáo nên đặt đôi loa Rubicon 5, 6 cách tầng sau tối thiểu từ 20 đến 150cm để có được âm trầm đẹp hơn và trường âm có chiều sâu hơn.
để thưởng thức chất âm tinh tế, giàu cảm xúc từ đôi loa Rubicon. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ có phối ghép như sau: bộ đôi loa DALI Rubicon 5-6, âm ly Class A 20W, Luxman L550AX2, cùng đầu đọc CD Marang 11S2. Nào chúng ta hãy cùng lắng nghe giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Katie Melua được thể hiện bởi bộ dàn. Như thế chúng ta đã cùng trải nghiệm hai sản phẩm dòng Rubicon của DALI. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo.